Good morning, Happy Life July. Xin chào các bạn nha. Bữa nay thì chắc cũng được mười mấy, 16 âm lịch Tết rồi. Lunar Year coming, Tết con mèo. Hồi hôm qua mình đã lên một cái video cho các bạn xem cái không khí Tết của chợ ở phía trước Phước Lộc Thọ của On County, Little Sài Gòn các bạn. Thì hôm nay mình dòng lại với mình. Thấy một cái trái mãng cầu nó rụng, tức là chín rồi mới rụng nha các bạn. Nhưng mà ở ngoài vẽ thì ngon lắm, nhưng mà năm nay nó không có ngon. Rồi sau có đó mình đi vòng vòng thì mình thấy hai trái nó cũng đã bắt đầu chuyển rồi. Thôi mình hái luôn để sẵn share với quý vị, với các bạn luôn ha. Thì các bạn nhìn xa xa mình còn có chừng hai trái nữa thôi à. 1, 2, 3, 4. Với một trái cuối cùng ở dưới cái góc. Ở dưới cái góc các bạn có thấy không? Túc ở dưới cái góc luôn nè. Thì còn một trái nữa rồi, ở trên còn hai ba trái nữa là hết luôn, coi như là chắc không có tới Tết rồi. Tại vì cái không khí này nó làm cho cái trái nó chín mà nó rụng mà mình ăn không có ngon, nó lạc nhất à. Thì cái trái rụng của mình đó coi như là bữa nay nè, bốn trái này các bạn thấy không, bốn trái luôn. Trái này là tự động nó rụng nè, nó chín nó rụng nè các bạn đó, chín rụng nha. Thấy coi màu sắc rất là đẹp nhưng mà ăn lạc lắm. Năm nay dở, thật là dở luôn. Coi như là 3 năm liền thu hoạch năm nào cũng ngon hết, chỉ có năm nay là quá là dở. Mà các bạn thấy rất là đẹp không? Nếu mà như vậy á, mà nó đúng ngày dịp Tết á, thì cũng được. Mình trưng cái bàn thờ đồ này kia, trên bàn đồ cũng có cầu. Mà bây giờ nó rụng rồi. Đó các bạn thấy không? Mà mình đã cưng lắm rồi nha. Mình che rất là cẩn thận, bao bọc cẩn thận tại sợ nó bị lạnh. Rồi che ngói, che mái rồi nè, các bạn thấy cái mái nè, đó, che mái rồi tùm lum hết rồi, mà nó nó vẫn không ngon là tại là nó không ngon rồi, nè các bạn thấy nè, mấy trái này là mấy trái mình cố tình mình giữ cho tới Tết á, mà nó cũng không được tới Tết, thôi giờ hái luôn, tại nó chín rồi, giờ mình để cũng không được, mình bao cẩn thận như vậy á các bạn, đó, còn trái này cũng vậy luôn nè. Mình mới ra mình thấy nó mềm rồi thôi mình bẻ luôn. Đại khái là mãng cầu năm nay là thua thua trắng tay luôn. Ăn rất là dở, không có dai mà cũng không có ngọt lắm. Ngọt chắc có chừng hơn phân nửa của hồi lần thôi à. Chứ mấy năm trước là ngọt mà dai dữ lắm. Thành năm nay mình không biết còn được cái trưng Tết không, tại giờ đếm trên chưa được cái bàn tay luôn. Còn có 2-3 cái nhỏ xíu thôi mà nhiều khi nó cũng chín nó rụng luôn. Thành ra hôm nay bốn trái này thì coi như là hết vụ luôn đó các bạn. Đó, giờ mở ra luôn nha. Mở ra cho thấy mặt. Thấy thì ngon lành lắm nhưng mà ăn lặt nhắt. Giống như là đồ trưng chơi chứ không có ăn thiệt. Bạn chờ mình xíu nha. Làm lại cho nó đẹp đẹp để nhìn những quả cuối cùng cũng không tới nổi tệ nhưng mà có hơi cái là không có được. Nè các bạn nhìn nè, hai cái trái này rất là đẹp luôn nè. Cái này mà ngay dịp Tết là thôi perfect luôn, mình để trưng cũng đẹp mà để trên bàn thờ cúng cũng đẹp luôn. Mà bây giờ còn 2 tuần nữa Tết thì nó đã nó đã không chịu nổi vụ này rồi. Nè trái này cũng ngon nữa nè các bạn, coi như là bốn trái này là coi như là bốn trái rất là tốt luôn á. Nếu mà được dịp Tết thì hết sảy, nhưng bây giờ thì phải chịu bẻ rồi tại nó mùi rồi đó. Coi như là cái này, bốn trái này là bốn trái tạm thời nói là sau cùng của cái mùa này rồi, còn bốn trái kia thì hy vọng nó được tới Tết để mình đỡ tốn tiền mua trái cây trưng mà cũng là đẹp nữa. Đó, cái đó là mãng cầu của mình, coi như năm nay thì thấy là thua rồi ha các bạn. Hên xui thì chắc có lẽ là chữ xui nó hợp lý hơn. Hy vọng năm sau thì sẽ tốt hơn. Thôi, sẵn mình xẹt qua bên cái cây nhãn cho mình một chút nha. Ok, cây nhãn nè. Cuối cùng thì cũng không phải là không có trái, mà trái rất là tí như vậy nè. Chim ăn hết rồi mà nó cũng lạc chứ nó không có ngọt đó. Cây này mà hồi lúc đầu có được mấy trái nhãn tiêu ăn cũng được nhưng bây giờ thì hết rồi,
Bây giờ nó cứng ngắt à, mà ăn cũng lạt nhách à. Đó, vậy là thôi rồi đó. Xong rồi đó, tức là nhãn là năm nay cũng cũng thuộc dạng trắng túi luôn. Thấy như vậy ai cũng nghĩ là ngon lắm nha. Coi như là thân lá gì đều tốt hết, mà thật sự trái không có gì hết trơn luôn. Trái rất là ít, rồi rất là nhỏ. Có một ăn một vài trái là hạt tiêu thôi, rồi tới bây giờ là khỏi ăn luôn. À, coi như là thua rồi ha. Bây giờ còn có ăn cây hy vọng nữa thôi. Đó là cây cam. Đó, cây cam nè các bạn. Chỉ còn cây cam này là để được qua để được tới Tết thôi. Đó. Thì tại vì còn 2 tuần nữa Tết cho nên tụi mình giữ gìn để cho Tết mình có cái trái để mình trưng lên bàn thờ. Mà được tươi nữa, chứ ở ngoài chợ mình mua không có tươi. Đó, các bạn thấy cây cam của mình đó. Nha, to lắm nha. Giờ mình giữ được mình ráng giữ thì tới Tết là chắc ăn được, không tới nổi. Nè, các bạn đi vô trong một xíu nè. Nó trái nó to lắm. Đó. Coi như là được giữ được tới Tết đó. Trái cũng khá khá, cũng chắc mười mấy hai chục trái. Để mình mở ra mình đi vòng vòng cho các bạn coi nha, dễ hơn. Đó. Cái này là để Tết được nè. Ở trong cũng được luôn. Coi như cam mình muốn giữ bao lâu giữ nha các bạn. Nó không có dễ dàng bị chín héo. Anh đẹp kìa, cũng ngon nữa kìa. Đó, to lắm nha các bạn. À, thì coi như là được được trái cây cúng rồi đó. Ở bên chắc có nhiều người ta cử cam chịu, cam khổ, cam chịu gì đó. Tết không trưng, nhưng mình thì màu sắc đẹp tươi là mình trưng hết. Trái nào mình cũng trưng hết, trái bơm mình cũng trưng luôn. Miễn đẹp tươi là mình trưng à. Anh thấy không? Rồi bây giờ mình lén lén bên neighbor của mình nha. Chanh nè. Mà không có ăn đâu nha các bạn. Trồng cho vui thôi chứ không có ăn. Để héo luôn. Đó, các bạn thấy héo không? Neighbor của mình á. Héo luôn. Chín rồi héo luôn chứ không có ăn. Trồng cho đẹp thôi. Đó. Rồi, vậy thì năm nay cây của mình hồi xưa cây này là cây quýt nha các bạn. Các bạn có nhớ hồi lần mình bắt cây thang mình leo không? Là cây quýt á. Cây quýt tiều. Hồi đó mình bắt cây thang mình leo đó, xong rồi nó qua bên nhánh, qua bên sân của người ta, cái mình trim phân nửa cây. Trim phân nửa cây. Rồi thì ông xã mình ghép cây cam, bây giờ nó thành cây cam này nè. Chứ hồi xưa nó là quýt tiều. Hồi đó nó quằn trái hết mình, mấy cái clip cũ của mình á các bạn coi, hồi xưa nó là cây quýt tiều. Đó, mình cưa phân nửa bên đây. Tại vì nó lấn cái hàng rào của hai bên nhà. Thì mình cưa phân nửa, mình giữ phân nửa. Giữ phân nửa, sau đó ông xã mình ghép vô cây cam, thành bây giờ nó thành cam luôn. Ok, rồi. Báo cáo tình hình bản cầu cho các bạn coi ha. Đó, còn có mấy cái trái mà các bạn thấy lủng lẳng trắng trắng mình bao lại đó. Giữ gìn kỹ lưỡng mà không biết có được tới Tết không. Đó, còn 4 trái đúng. Không biết có giữ được tới Tết không, với một cái trái cuối cùng. Trái này thì chắc chắn là ngon nè. Trái này thì chắc chắn là ngon nè, nhưng mà nó còn nhỏ. Năm nào cũng có một trái như đây hết các bạn. Hồi năm ngoái mình giữ sau Tết 2-3 tuần mình đem vô ăn, trời ơi, ngon không tưởng tượng được luôn, vừa dai vừa ngọt. Năm nay nó cũng, để mình mở ra cho các bạn coi nha. Dạ. Đó, nó được mới lớn rồi nè. Thì ảnh là người Úc ít nhất, cho nên là ảnh được để lâu nhất, chắc chắn là qua Tết luôn. Mà chắc chắn là ngon luôn, tại nó già nhất, bé nhất mà già nhất. Đó, rồi còn lại là trên đây còn có 3-4 trái vậy thôi nè. Nhưng mà bây giờ rờ thì thấy nó cũng hơi mềm mềm mà. Sợ không có giữ được tới Tết luôn á. Ok, nói chung là cũng có thu hoạch ha các bạn. 4 trái mãng cầu này mà được dịp Tết thì thôi, xuất sắc. Bây giờ là không có xuất sắc rồi. Bây giờ là phải chịu ăn trước Tết rồi. Ok rồi, giới thiệu với các bạn cây mãng cầu của mình năm nay là không có ngon. Mặc dù chín cây cũng không ngon, không dai. Mẫu mã rất đẹp nhưng ăn không có ngon.
Đó, chỉ bằng 7 phần 10 của mỗi năm thôi. Coi như là ăn tạm thôi chứ không muốn ngon nha các bạn. Hay da. Rồi giới thiệu với các bạn cái đó nha. Bây giờ các bạn coi cái clip thứ hai của mình là quay. Bây giờ sẽ giới thiệu với các bạn một vài cái nét tiêu biểu của những cái món ăn vặt của người Nhật nha. Các bạn đón xem cái clip thứ hai. Bây giờ mình tạm biệt nha. Xin chào các bạn. Gặp lại lần sau.